Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của shop giày Si Tuấn Hương ạ. Hôm nay thì bên em lại lên soạn hàng báo giá cho mọi người một lô giày thể thao full hiệu hàng chính hãng. Hôm nay thì sẽ sale giày thể thao đồng giá là 199.000 đấy các bác nhé. Các bác mua hàng chốt đơn vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại ở trên màn hình là số 0987785608 ạ. Và hôm nay thì em sẽ sale giá giày thể thao, đấy là đồng giá là 199.000 nhá. Những cái giày này còn đang rất là tốt, không phải là hàng sale lọc riêng đâu, nhưng mà hôm nay thì em xả chiên cho mọi người. Mấy cái đôi này bình thường em vẫn đang bán với giá là 350-400 nhá mọi người nhá. Giày rất giày này thì không lỗi lầm gì, mọi người có thể mua đi làm đi chơi đều được nhá. Mẫu này đầu tiên đấy là một đôi của thương hiệu Puma các bác nhá. Mọi người xem này, tình trạng độ mới rất là cao. Size này là size 40, hiệu Puma. Và giá này giá sale chưa bao gồm tiền ship nha các bác nhá. Tiền ship là 25.000 nữa. Mọi người mua hàng thì vui lòng, đối với cả hàng sale mình vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Đôi này rất là đẹp, tình trạng độ mới còn cao. Hiệu của nó là Puma, size của nó là size 40. Mẫu này em đang bán với giá là 350. Hôm nay trên live em sale 199.000. Giúp mọi người chốt đôi này thì chụp hình lại xong gửi cho em qua số Zalo nhá. Hiệu của nó đằng sau là hình con sư tử nhá. Đôi này tình trạng độ mới quá là cao luôn. Sale 199.000. Tiếp theo em lên một đôi Adidas ạ. Adidas, đôi này thì dáng thể thao, đế bệt, mã là L23, size của nó cũng là size 40, đế kép chơi thể thao. Đôi này chơi cầu lông được nhé mọi người. Đôi này em đang bán với giá 500, tình trạng độ mới còn rất là cao. Đây là tem của hãng. Và đôi này thì hàng chính hãng, không có gì để chê rồi. Đôi này rất mới, em sale 199.000, chưa bao gồm tiền ship nhá. Tiền ship là 125.000 nữa. Hôm nay sale đồng giá toàn những cái đôi rất là đẹp. Các bác nào đi qua nhìn thấy kênh của em nhớ là phải đăng ký kênh nhá. Mọi người không đăng ký kênh xong rồi là đến lúc bên em sale ấy là mọi người không xem được đâu, bởi vì là nó không hiển thị lên ấy. Tiếp theo em lên một đôi giày của thương hiệu Nike ạ. Đôi này giày thể thao rất là đẹp, màu này rất là sạch nhá, lông chuột. Size của nó là size 42, hàng made Indo. Mark đây ạ. Mã là B52 size 42. Mẫu này sale 199.000. Đế tình trạng độ mới còn cao. Hiệu là Nike, size 42. Hàng made Indo nha mọi người nha. Rất là mới. Cả hai đôi. Rất là mới cả hai đôi. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi giày phun da màu trắng của thương hiệu Clark nhé. Clark này là của Anh. Thiết kế là viền khâu mũi rất là chắc chắn ạ. Viền khâu mũi rất chắc chắn. Mã là M20 size 41 ạ. Em sale 159.000. 199.000 mọi người nhá. Mọi người nhìn này, đế này. Hiệu Clark nhá, Clark là của Anh. Rất là đẹp. Giày màu trắng, phun ra màu trắng luôn. Tình trạng độ mới còn cao, quá là đẹp. Một đôi Nike tên lửa, dòng chạy bộ của thương hiệu Nike Running nhá. Đôi này mã T1 size 40.5. Dòng Nike Room, dòng Nike Running. Đôi này bán sale 199.000. Đôi này đang bán 550 nhá. Sale 199.000. Em nói nhầm, 199.000 nhá. Sale 199. Tiếp theo, một đôi Nike. Đôi này đôn đế ạ, dòng Nike E. Tình trạng cũng rất là mới. Đôi này mã A29 size 41 ạ.
Dòng Nai Running. Đôi này sale 199.000 nhá. Mã A29 size 41 giúp em. Tình trạng độ mới cao, đế hơi, đi rất là êm. Sale 199.000. Em lên một đôi Reebok ạ. Đôi này của thương hiệu Reebok nhá. Mã XL10 size 42, đế tình trạng độ mới cao. Size 42 hiệu Reebok ạ. Mẫu này rất nhẹ. Đôi này đang bán 400, hôm nay sale 199.000. Sale 199 ạ. Sale 199.000 hiệu Reebok. Em qua mã. Em lên một đôi giày đế bệt mã A36 size 40. Mẫu này thì là hiệu của Asics Trend phun da, bên trên là thêu hết nha mọi người nhá. Giày màu nâu. Giày màu ghi rất là mới, đế liếc, lót liếc các thứ bên trong zin hết luôn mọi người nhá. Hàng này là hiệu của Asics, giày của Nhật nhá. Giày của Nhật nhá mọi người ơi. Và size này của nó là size 40, em cũng sale 199.000, rất là mới luôn. Bác nào đi vừa đôi này lên lấy, bởi vì là đôi này siêu siêu mới nhá. Những cái đôi hôm nay toàn là những cái đôi mới, không lỗi lầm bất kỳ một tí gì luôn. Một đôi Stricker dòng Uchago nhé. Đế là dạng cao su non, rất là êm, dòng giày lười. Dáng giày lười nhá. Uchago. Đôi này size to, size 44. Mã A34 size 44, em sale 199.000 mọi người ơi. Màu tím than, rất là nhẹ, đẹp. Dòng Uchago của thương hiệu Stricker. Tiếp theo em dính có một đôi giày tây ở đây. Hôm nay em lên luôn. Đôi này mã là V12 size 42.5, hiệu đáp. Đôi này là đan bằng da nhưng mà nó đan nhá mọi người nhá. Lót bên trong này, tình trạng rất là mới. Đáp là của anh. Đế tình trạng xung quanh mọi cái đều mới hết. Đôi này zin, bán sale 199.000 nhá. Cùng với cả giày thể thao luôn. Có duy nhất một đôi là đứng ở đây thôi, em lên luôn. Tiếp theo em lên một đôi của thương hiệu Nubezek. Mẫu này là hiệu của Hàn nhá. Dáng thể thao, màu đen. Đôi này rất là đẹp, tình trạng độ mới cao. Mã S14 size 42, hiệu Lumberjack, hiệu Hàn Quốc. Mẫu này bán sale 199 ạ. Sale 199 nhé các bác. Sale 199 ạ. Tiếp theo mã L17 hiệu Nike, dòng Nike siêu nhẹ size 40. Bán sale hôm nay là 199.000, tình trạng độ mới cao. Như trên hình không lỗi lầm. Sale 199.000 hiệu Nike.
em lên một đôi giày của thương hiệu Adidas. Đôi này dòng T-Rex mã D35 Sara 8. Mẫu này em đang bán 400 ngay trên line, cũng sale 199 ạ. T-Rex dòng Clim Cool của thương hiệu Adidas. Đôi này chế đế này thiết kế dạng ma sát chống trơn trượt Sara 8 nhá. Nam nữ đi được hết ạ. Mẫu này em sale 199 dòng Clim Cool. Dòng Clim Cool sale 199. Đôi này hôm nay sale 199 nha các bác. Tiếp theo bây giờ em sẽ lên mắt kính ạ. Hôm nay lại tiếp tục lên sale mắt kính cho các bác. Mắt kính hôm nay cũng sale đồng giá 199 nha các bác. Sale đồng giá mắt kính là 199. Tiếp theo em lên qua giày nhá. Bây giờ em sẽ lên mắt kính ạ. Lên cho mọi người một chiếc mắt kính của thương hiệu Audi. Em sale hôm nay với giá là 199.000. Sale 199.000 hiệu Audi nhá. Kính mắt hình vuông chữ nhật, mã là mã K89 ạ. Sale 199.000. Mẫu này thì bình thường em đang bán 350-400. Hôm nay sale 199.000 nhá. Chiều ngang của kính là 14 cm, hiệu Audi ạ. Mắt kính thủy tinh gọng titan. Tiếp theo, lên cho em mã K88 hiệu Dior, kính gọng trong, sale 199.000. Bác nào có con gái hay là có vợ ấy, bị cận ấy, mọi người có thể là mua gọng về xong thay mắt kính nhá. Thành kính cận hoặc là kính râm. Tiếp theo em lên một chiếc gọng kính thứ hai. Mẫu này mã K88 nhá, hiệu Dior các bác ơi. Chiều ngang của kính là 14 cm. Kính mắt mèo nhá, gọng trong. Rất là đẹp. Tiếp theo một chiếc Chanel. Mã là mã K28, sale 199.000. K28 sale 199.000. K28 sale 199.000. Gọng mắt trong, chống bụi. Bác nào không thích về thay hành kính râm giúp em nhé, hiệu Chanel. Kính nữ ạ. Tiếp theo, một chiếc Versace. Mẫu này mã K31, sale 199.000. Hàng made in Italy, gọng màu vàng. Mắt kính màu vàng nhạt nhé. Bên trên cái phần mắt kính nó có in hình mặt người ở bên trên đây, in chìm ở bên dưới ạ. Mẫu này chiều ngang là 14 cm, sale còn 199.000. Tiếp theo, một chiếc Ray-Ban màu vàng trà, có mã K5, sale 199.000. Sale 199 mã K5. Hiệu Ray-Ban chiều ngang là 14 cm nhá, hiệu Ray-Ban. Rất là đẹp. Sale 199 mã K5. Tiếp theo em lên một chiếc Versace. Kính mắt màu ghi, tráng gương màu trắng ạ. Sale 199, mã này mã K9 giúp em. Mã K9 sale 199 ạ. Mã K9 sale 199. Hiệu Versace nhá. Bên trên có in chìm hình mặt người này. Chiều ngang là 14 cm, gọng titan, mắt kính thủy tinh, chống râm, thời trang rất là đẹp. Tiếp theo, một chiếc Versace trắng gương, nhưng mà bản này to hơn nhá, mắt to hơn, hình vuông chữ nhật. Chiều ngang là 14,5 cm. Chiều ngang của mắt kính là 14,5 cm. Mẫu này thì hôm nay trên live cũng sale 199 nhá, mọi người nhá, 199. Em có 2 chiếc nha. Có 2 chiếc ạ. Mẫu này có mã K41 và K22 nhá, đều là mẫu này. K41 và K22 sale 199 nhá. K41, K22 sale 199.
Mẫu này là K41 ạ. Tiếp theo em còn hai chiếc gọng trong của thương hiệu Dior, kính gọng trong. Mọi người về thay mắt kính thành kính cận giúp em. Em có hai chiếc. Alo. Mã K0 và mã K00 nhá. Mã K0 và mã K00 đều là gọng như thế này luôn. Em có hai chiếc. Mọi người lấy cái nào thì chốt đơn. Đấy, giống y xì nhau, rất là đẹp nhá. Mẫu này thì mọi người có thể đeo bình thường như một chiếc kính chống bụi. Còn bác nào bị cận thì thay thành mắt kính cận. Bác nào mà muốn thay thành kính râm kiểu như thế này thì mọi người thay kính râm, tùy ý mọi người nhá. Và mẫu này thì mã K0 và mã K00, sale 199.000 giúp em. Và mẫu này cũng là mã cuối cùng trong video hôm nay. Mọi người xem kênh mình ưng mã nào, mình chốt đơn, mình vui lòng liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình giúp em nha. Số 0987785608 ạ. Nhà em thì hiện tại đang có hai kênh, đấy là kênh Shop Tuấn Hương và Shop Thu Hiền nhá. Các bác đi qua nhìn thấy cả hai kênh thì cho em xin follow đăng ký cả ở hai kênh nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ ạ. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em xin phép tắt máy đây.